Cách săn mồi của chúng rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Đại bàng săn mồi chủ yếu là trong khi bay cao quanh khu vực lãnh thổ của mình và bất ngờ lao vụt xuống với vận tốc không tưởng để bắt con mồi. Con mồi có thể bị phát hiện từ 3-5 km. Thỉnh thoảng chúng còn săn mồi từ chỗ đậu trên cao hay nấp trong thảm thực vật gần các hồ nước. Con mồi là chim thường bị giết trên cây, mặt đất và kể cả chết trên không. Với sức mạnh này đôi khi nó còn giết chết được cả những động vật cỡ to và làm vỡ sọ chúng nhờ cú và từ bàn chân sắc nhọn và mạnh bạo đấy đại bàng thường làm tổ trên núi hoặc cây cao